Tin mừng theo Thánh Luca. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Tâm tình tạ ơn. Tại các điểm hành hương hay các đền đài nơi nhà thờ có rất nhiều bản ghi lời tạ ơn. Trong đó, không ít lời tạ ơn là của những người không có niềm tin Công giáo. Qua hình ảnh trái ngược giữa người Samari và chính người khác trong tin mừng, Đức Giêsu dạy chúng ta phải sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Chính người kia được lành bệnh, hẳn họ cũng vui lắm. Nhưng họ mãi chăm chú đi trình với các tư tế, thay vì biểu lộ lòng biết ơn. Ngược lại, người Samari lại thể hiện tâm tình tạ ơn thay vì thái độ nệ luật. Hành động tạ ơn thể hiện lòng thành kính của người được nhận ơn. Lệ luật được Thiên Chúa ban cho con người như một món quà để giúp cho con người đến gần với Chúa. Do đó, ta cần đón nhận và thi hành với tâm tình cảm tạ, thay vì coi đó như gánh nặng phải chăm chú thi hành một cách máy móc. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.